Xin chào tất cả anh em. Ngày hôm nay thì lại tiếp tục setup một cái combo âm thanh để gửi về cho anh Lâm, có địa chỉ tại tổ 4 Tân Thành, phường Cẩm An, thành phố Hội An. Một cái cấu hình âm thanh đang là khuyến mãi nha. Thì cái bộ này á, khi mà anh em ta nhìn thấy đúng không, nhìn thấy nó rất là quen thuộc, tại vì là ngày hôm qua Huy vừa mới lên một cái clip khuyến mãi một cái cấu hình âm thanh 35 triệu, sẽ bao gồm là một cặp loa full 40XP Pro. Đây là phiên bản thế hệ mới nha, sơn nhựa, bát từ neo, chép neo 850 và một cặp xúc đơn 50XP Pro Co 100, kết hợp với dàn máy là ba thiết bị nha, đẩy 4 kênh này, micro TV-Loop S600 này, vang số XP Pro S8000 này. Thì cấu hình cơ bản nó chỉ có 35 triệu thôi. Nhưng mà anh khách là bây giờ anh nâng cấp thêm, một cái quản lý nguồn điện Wonderfuel 802 này, một cái bàn mixer MFX 8/2 này, một cái tủ máy nữa. Chính vì thế thì chọn bộ này đang có trị giá là 42.500.000. Đây là một cấu hình âm thanh nó sẽ rất là phù hợp cho anh em ta có thể là chơi gia đình này, đi làm những show kéo này, khoảng tầm trên dưới 100 người nha. Chúng ta đi bộ này rất là hay, tiếng rất là hay mọi người. Cái xúc này á, tiếng nó rất là mềm, nó sâu, chúng ta nghe nó rất là dễ chịu nha. Full 40XP đồ á, thì đồng bộ là từ neo, tiếng rất là sáng, nói chung là nghe nhạc rất là hay nha. Để Huy sẽ thử tiếng nhạc cho anh em ta nghe. Nếu như mà anh em ta mà quan tâm cấu hình này thì liên hệ ngay cho bên Huy nha. Giá khuyến mãi rất là tốt luôn, chọn bộ này bao gồm cả tủ máy này, cấu hình loa như thế này nha, làm show khoảng tầm trên dưới 100 người, đang có trị giá chỉ có 42.500.000 thôi và có hỗ trợ trả góp cho tất cả anh em nữa ha. Rồi, bây giờ Huy mở thử cái bài nhạc nha, cho anh em ta nghe thử cái tiếng full nha, tiếng rất là hay, cái tiếng chép mình nghe cảm giác nó mịn màng và súp nó mềm, nghe rất là dễ chịu nha. Thử nhạc trước rồi sau đó mình sẽ hát nha. Lên nhạc anh em. Bây giờ anh em cùng theo dõi Huy test thử cấu hình âm thanh này nha. Đây là một cấu hình âm thanh nó rất là hay, dành cho anh chúng ta đi làm các show kẹo kéo online được vừa và nhỏ nhé. Khoảng tầm trên dưới 100 người chúng ta sử dụng này nó rất ok mọi người. Cấu hình cơ bản nó chỉ có 35 triệu thôi, bao gồm một cặp xúc này, một cặp full 40XP Pro này, dàn máy sẽ có 3 thiết bị nhé, đẩy 4 kênh này, micro này, vang số này, cấu hình cơ bản 3 thiết bị sẽ chỉ có giá là 35 triệu thôi. Nhưng mà bộ này thì anh khách nâng cấp thêm cái đầu quản lý nguồn điện này, thêm cái mixer 8 line này, cái tủ máy nữa. Chính vì thế thì bộ này cái giá của nó là 42.500.000 nhé. Với cái mức giá này thì cũng quá là rẻ cho một cấu hình âm thanh cao cấp chất lượng như thế này rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử nha anh em, lên một cái ca khúc cho mới nha, chưa hát bao giờ, sẽ thử cho tất cả anh em ta nghe. Anh em ta cùng theo dõi nha. Chê bài hãy cười ai, đời là thế đó, lúc thân ta chẳng ai ngỏ ngàng. Ngày xưa vinh quang ai cũng ngoan, dạ thưa anh khi xa cơ chẳng còn dạ thưa. Đừng khinh đi luật nhân quá cũng sẽ đến, xin hãy làm điều tốt, hãy thu tâm linh hiện đứng chớ đừng hại ai. Đời là cơn vui là ta nằm xuống như nhau, đừng kinh khí tranh giành chi đến lừa gạt nhau. Luật nhân quá cũng sẽ đến, xin hãy làm điều tốt.
hãy tu tâm tinh yên tâm chớ đừng hại ai. Đời là càng vui là ta nằm xuống như nhau, đừng khinh khí tranh giành chi đến vừa gạt nhau. Luật nhân quá cũng sẽ đến, xin hãy làm điều tốt, hãy tu tâm tinh thiên đức chớ đừng hại ai. Đời là càng vui là ta nằm xuống như nhau. OK anh em nha, anh em nào quan tâm cấu hình này thì liên hệ ngay cho Huy theo số hotline trên clip nha. Một cấu hình âm thanh đang được khuyến mãi chỉ với 42.500.000 thôi và có hỗ trợ trả góp cho tất cả mọi người nha. OK anh em, xin cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều.